Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Bạn sẽ làm gì nếu nhặt được một chiếc rìu cũ xỉ như thế này? Vì cuộc sống này quá nhạt nhẽo, nên anh thanh niên quyết make it complicated. Bằng cách không nhập đồng nát chiếc rìu này, mà quyết định tái chế thử xem nó có ra gì không. Đầu tiên anh dùng máy phun cắt để mài sạch phần rỉ sét phía ngoài, mài đến đâu sạch bong đến đấy trông đã thật chứ. Đây là một chiếc rìu đôi, với chất liệu khá xịn sò đấy, chỉ là vì dùng quá nhiều, đến mức phần lưỡi rìu đã bị mẻ lởm chởm hết cả, cộng thêm rỉ sét nên trông hơi cùi bắp chút thôi. Anh bắt đầu dùng mày mày để xử lý phần bị mẻ ở lưỡi rìu, đếm thử xem nào, u là trời, một bên lưỡi có tới 12 vết mẻ, nhiều thiệt chứ, anh quyết định lấp đầy những lỗ đó trước. Sau khi hàn đổ đầy vào lỗ, anh tiếp tục mày, dùng máy để uốn tròn phần lưỡi cho giống với hình dáng nguyên bản, nhờ chất liệu khá xịn sò. Nên chiếc rìu đang được sửa chữa dễ dàng, sau khi mày, bạn xem phần lưỡi một bên đã hoàn thành này, trông nó y như mới phải không? Đúng là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người không biết mình xấu mà thôi, đến chiếc rìu xấu xí, khi chắp vá xong còn xinh đẹp như thế này kia mà. Anh hoàn thành tiếp các công đoạn cho lưỡi rìu phía bên kia, sau đó thì nổi lửa rồi cho lưỡi rìu vào trong. Quá trình nung nóng này phải thật sự cẩn thận đấy nhé, mà chỗ các bạn có đang nắng nóng không nhỉ? Nghĩ đến thời tiết mùa hè 50 độ này mà đứng cạnh chiếc lò hừng hực này, thật chỉ muốn bỏ cuộc cho rồi. Tuy nhiên ông anh này khổ quen rồi, giờ sướng không chịu được nên vẫn tiếp tục công việc, anh nắn lại hình dạng cho chiếc rìu. Ở phần giữa hai lưỡi có một vết nứt nhỏ, vì thế anh sẽ phải hàn nó lại, sau khi mài mối hàn đi, trông nó thật không khác gì so với một lưỡi rìu mới phải không? Khi đã hoàn thành, anh cho rìu vào lò nung, sau đó quay sang tất tay chơi lớn, đổ ra một khay dầu, tiếp đến là hứng một thùng nước. Mọi thứ đã sẵn sàng, anh lôi lưỡi rìu đã nung nóng ra ngoài, nhúng vào nước để làm cứng lại hình dáng rìu vừa nung, rồi nhúng nó vào khay dầu. Ôi mẹ ơi, hú hồn cái lồng còn nguyên, sắt nóng gặp dầu nó bùng cháy dữ dội thiệt chớ, khiến anh xém tí nữa thì tè ra quần. Các bạn có thắc mắc tại sao phải nhúng vào dầu như thế này không? Đây là công đoạn giúp cho lưỡi rìu sau này sẽ chống được rỉ sét đấy. Đương nhiên theo thời gian thì lớp bảo vệ dần mất đi và lưỡi rìu cũng sẽ bị oxy hóa, nhưng thời gian bảo vệ sẽ giúp việc sử dụng được lâu dài hơn. Anh lau khô lưỡi rìu, cảm thấy phần thân này trống trải quá, khắc thêm thứ gì đó sẽ hay ho hơn nhiều. Khi đã lựa mãi, anh mới chọn một con gấu hầm hố. Đặt lười rìu vào máy in ladder, anh ngồi vào máy rồi chỉnh sửa hình mong muốn và công đoạn còn lại sẽ thuộc về sự xử lý của máy in mà thôi. Trông đã mắt thật nhỉ, công nghệ đỉnh cao khiến con người nhàn tênh hẳn ra. Khi hình đã được in hoàn hảo, anh mài lại phần lưỡi, không quên làm sáng bóng cả con gấu vừa in nữa. Tiếp đến anh lấy ra một khúc gỗ dài làm cắn, mài rũa kỹ càng để làm trơn, sau đó anh bọc kín phần rìu đã hoàn thành để bảo vệ, mài kỹ hơn một chút phần lưỡi để làm sắc, bọc kín lại. Rồi đóng cọc vào lỗ, với kinh nghiệm đầy mình nên hành động của anh vừa chính xác vừa nhanh gọn. Và cuối cùng là quét một lớp sơn bóng lên phía ngoài cán rìu, mọi thứ khớp với nhau một cách hoàn hảo, bạn thấy kết quả này như thế nào? Đỉnh quá phải không? Là một tín đồ của anime, anh thanh niên này cực kỳ muốn sở hữu một thanh kiếm samurai, tuy nhiên, với bệnh viêm màng túi kinh niên của mình thì không biết đến bao giờ anh mới sở hữu được một thanh. Cái khó ló cái khôn, anh tận dụng tài năng eo hẹp của bản thân, quyết định phải làm nên một món đồ siêu hay ho. Anh liên tục xếp những thanh gỗ nhỏ lại với nhau bằng keo 502, sau khi chắp nối khá lâu, anh cũng có được một khúc gỗ dài. Dùng dao tỉa tót một chút ở những vị trí không mong muốn, sau đó dùng máy mài để đánh trơn nhẵn phía ngoài phần gỗ tròn làm chuôi kiếm. Trông tỉ mỉ và kỳ công thật sự, anh thanh niên cẩn thận mài những mảnh gỗ bé xíu, rồi xếp chúng gắn lên chuôi kiếm để trang trí. Như này thì mèo ú nể anh thật đấy, với một người ăn để sống và sống để ăn như mèo, thì ngồi một chỗ để mày mỏ mấy món này thật sự là một cực hình. Nhưng với thanh niên này, người yêu có thể không có, chó cũng chẳng cần nuôi nhưng đam mê thì không thể bỏ được. Mặc dù anh hiểu rõ, thà cười nói trong xe hơi, còn hơn cãi nhau trên xe máy, nhưng vì tài năng có hạn mà kiếp nạn thì vô biên. Đời là bể khổ, chưa qua bể khổ thì qua đời, à nhầm, muốn bơi qua bể khổ mà nhọc lòng vì không biết bơi, nên anh đành chấp nhận quay về với đam mê bé xíu xiu. Là vẽ lên một cuộc sống trong mơ với những thanh gỗ bé xíu xiu này đây, nhưng tuy nhỏ mà có võ, dưới bàn ta khéo léo và tài hoa của mình. Anh dần tạo ra những bộ phận hoàn hảo một cách tài tình. Để phần lưỡi kiếm trở nên tinh xảo và giống thật nhất có thể, anh dùng bút đánh dấu, rồi dùng dao vót nhọn ở phần lưỡi. Sau đó dùng giấy nhám để cọ mịn phần lưỡi vừa cạo đó, các bộ phận đã gần hoàn thành, anh bắt vít vào những vị trí cần thiết. Công đoạn này tưởng không khó mà khó không tưởng, vì phần gỗ rất mỏng, nên nếu không khéo léo, bạn có thể sẽ làm nứt gỗ, và cái kết chỉ có một thôi, là làm lại từ đầu cho bộ phận ấy. Cũng may là anh trai này kinh nghiệm đầy mình, nên cái kết đắng đó đã không xảy ra. Tiếp tục ghép nối các bộ phận lại với nhau bằng băng keo, khi mọi thứ đã gần hoàn thành, anh đã nghĩ ra một trò mới, dùng một sợi dây vải đen để trang trí thêm cho phần chuôi kiếm. Trông hầm hố và ấn tượng hơn nhiều phải không? Đúng là khéo tay thật đấy. Bạn có tò mò thành quả cuối cùng trông sẽ như thế nào không? Trông cũng rất ra gì và này nọ đấy chứ nhỉ?
mọi bộ phận đều được trau chuốt một cách phù hợp và hoàn hảo. Tuy rằng không phải làm kiếm thật, nhưng với sự tận tâm của mình, anh thanh niên đã tạo ra một bản sao rất ấn tượng, đặc biệt là vị trí tay cầm này đây. Bạn nghĩ sao về những thành quả đầy bất ngờ trong video ngày hôm nay? Cùng chia sẻ xuống dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo trong những video tiếp theo nhé! Mèo Ú yêu tất cả các bạn!